Chào mừng các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của TVV Podcast. Mình là Khánh Hòa. Mình là Hoàng Hoài. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta sẽ bị xao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong tranh của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ, thì hãy gửi thư đến fanpage TBV Entertainment nhé! Nhớ hồi còn nhỏ, cứ gần 23 tháng chạp ông công ông táo là mẹ lại dắt mình đi chợ quê sắm đồ Tết với mẹ. Chợ phiên những ngày giáp Tết đông ơi là đông, chen chúc là thế nhưng vui và háo hức lắm Hoài ạ. Mình cũng thích đi chợ quê mấy ngày Tết. Mình nhớ lúc còn bé chỉ có chờ tới Tết để được mẹ mua quần áo mới. Mình giữ tới tận mùng 1 mới dám diện vì sợ bẩn quần áo mới. Mà kẹo bánh thì cũng vô vàn, món gì cũng ngon, chỉ muốn được mang hết về nhà thôi ấy. Đừng tham lam thế chứ. Nhưng mà Hoài ơi, mình thấy mùa Tết những năm gần đây, không khí chợ Tết không còn như xưa nữa rồi. Chắc vì cuộc sống ngày càng hiện đại hơn nên hình ảnh chợ quê cũng dần thay đổi trong tâm trí người Việt. Chợ quê truyền thống với nét đẹp giản dị, mộc mạc, chân chất khi xưa giờ đã phát triển thành những khu chợ thương mại tân tiến hơn rất nhiều. Vậy thì hôm nay chúng mình cùng làm sống dậy những ký ức thời thơ ấu về chợ quê xưa nhé! Hãy đến với bức thư của bạn khán thính giả chia sẻ về hình ảnh phiên chợ quê trong ký ức của bạn ấy cùng chương trình Radio 23 Độ Nghiêng ngay bây giờ nào. Ai đã một thời sống với làng quê thì chẳng bao giờ quên được những phiên chợ quê ngày thường cũng như ngày Tết. Những phiên chợ cho dù có đi đâu xa, tôi cũng không bao giờ quên. Chợ quê một thuở ghi vào ký ức, mỗi khi nhìn lên bờ đê hay con đường đất thuở đã rất xa, nhớ đến hao lòng. Dòng người đi chợ khi trời chưa sáng tỏ là thói quen mỗi khi phiên chợ bình thường cũng như ngày Tết. Dường như phiên chợ áp Tết khác hơn nhiều so với những phiên chợ thường. Mặc cho cái lạnh cuối đông cắt da cắt thịt hay những ngày mưa phùn giả dích, người quê tôi không bao giờ quên ngày chợ phiên mùng 3, mùng 7, ngày 13, 17 và hai ngày cuối tháng 23, 27. Người mọi nẻo thôn quê dục dịch đi chợ, họ lặn lội, gồng cánh cất bước trong đêm, những tràng cười vang lên là những thụt chân vào ổ trâu ổ gà trên đường. Về lạc quan ấy cứ im lặng rồi lại vang trong đêm tối. Thi thoảng nghe ồn ào chuyện trò mà chẳng thấy bóng dáng đâu, đôi khi lạc nhau chả ai mà biết. Người quê lặn lội đi trong khuya khoắt để sáng rõ kịp tới nơi, tôi cũng hòa vào dòng người quê đi chợ. Trời sáng, chợ đã huyên náo, người ta chẳng nghe rõ thứ âm thanh nào cả, mà hòa vào nhau những tiếng to, nhỏ phát ra, có khi là những tiếng quát mắng, chào mời. Tội nghiệp những con gà, con vịt, con lợn, chúng khép mình trong lòng sơn son hay cũi sắt kiên cố, và chúng biết mình sẽ hết kiếp hay dễ bước vào nhà nào ấy để đem lại chiến lợi phẩm khi đủ trọng lượng tính toán của con người. Chợ buôn bán, người ken nhau, cố tìm cho mình một chỗ hở để bước qua. Món hàng ở quầy nào cũng thật là bắt mắt người mua. Tôi cũng chen vào dòng người ấy, tìm mua những cái lưỡi câu và sải cước trắng về gắn vào cần câu đi câu cá. Trẻ con chúng tôi chỉ thích những thứ đó, chứ chẳng quan tâm đến những món hàng khác nên theo mẹ lên chợ cho thỏa lòng. Tùm lại lựa chọn làm bà bán hàng xén không hài lòng cho lắm, nhưng bà cố chịu để chiều lòng con trẻ nhà quê. Mua xong, đứa nào cũng hăm hở, rồi nép bên bàn cổng chợ chờ mẹ về. Vui ơi là vui, thích chợ quê là thế. Chợ Tết ở quê đi mới cảm nhận được sự nhộn nhịp như thế nào, nó khắc sâu vào lòng chúng tôi mãi mãi. Người dân quê mộc mạc, chân chất, họ không vồn vã như phố thị mà giấu vẻ rụt rè, núp trong ý tưởng của những người khác bởi những món đồ họ bán, không đong đếm được là bao nhiêu công sức. Mớ rau cải bó đẹp là thế, trồng trong vườn chẳng tốn một hào tiền giống, thu hoạch mang đi, bán lỡ hời quá thì sợ người đời nguyền rủa ăn ở bất nhân. Rổ bắp cải tươi non, cái nào cái nấy to như quả bóng đá. Bẻ cuống chặt ôm vào nhau mới biết người trồng rau vất vả chăm trồng. Những rổ cà chua, quả to chín đỏ được xếp chồng lên nhau trông thích quá. Trông vào đang nghĩ tới thịt lợn băm cà chua, thêm chút hành hoa và rau mùi, rau diếp chấm ăn có mà khó cưỡng nổi. Rổ táo bánh xe chua ngọt, trồng vườn nhà ai, lại nghĩ đến thị mầu lên chùa đi cúng thương thầy tiểu. Cứ chưa chạm vào miệng đã thấy chua ngọt lẫn lộn, bổ vào, mua giấu vào góc thùng mang về. Và rất nhiều thứ quà quê mà không sao kể xiết. Xa quê hương đã rất lâu, tôi thầm ước một ngày nào đó được trở về để đi chợ ngày Tết. Ước gì thời gian có phép màu cho quay trở lại thời xưa ấy để đắm chìm vào cảnh không gian thuở đó. Nhưng ngày ấy nay đã rất xa, chợ quê ngày nay không còn giống phiên chợ ngày xưa nữa.
Người ta đã biến chợ quê giống như những khu chợ nơi phố thị, hàng hóa nhiều hơn với những thứ cứ tưởng rằng không biết tới khi nào làng quê tôi mới theo kịp, rồi cũng chẳng giống như chúng tôi tưởng và mơ ước, đến khi nào mới kịp đua phố thị. Vẫn những dòng người rồng rắn từ mọi phương kéo về bằng nhiều phương tiện khác nhau, người bộ hành kĩu kịch trên vai một cánh rau mà thu vào chỉ mấy chục nghìn đồng đủ mua hộp kẹo mứt Tết. Vẫn vương nụ cười trên môi với sản phẩm mình vất vả làm ra, kẻ đội những thúng khoai chất đầy trên đầu không cần vịn, tay vùng vẩy giống nghệ sĩ trèo vào vai một bà lão nhà nông dân trên sân khấu, chưa đến cổng chợ đã bị kẻ lái buôn mua ngay, rồi cầm đồng tiền ít ỏi mà ngẩn ngơ. Phiên chợ họp khoảng đến 10 giờ là vãn khách, kẻ mua, người bán lần lượt về chuyện trò díu ra díu dít cho vơi bớt mệt nhọc, tiếng cười nói xen lẫn trên đường về từ các ngả. Chợ quê lại trở về dáng vẻ im ắng, chỉ còn lác đác vài người quản chợ dọn dẹp từng dãy bán hàng. Chợ phiên đông vui để chúng tôi nhớ mãi từng khu bày bán khi đi xa. Ký ức chợ phiên khắc ghi vào trí nhớ, tưởng rằng cuộc sống đủ đầy rồi không còn bắt gặp nữa. Văn hóa làng quê vẫn như xưa, nhưng tiến bộ hơn, nhiều phương tiện đi lại không còn lạc hậu như ngày xưa gồng gánh lỉnh kỉnh. Tốn nhiều thời gian mang hàng lên chợ bán mà về một cái đã tới nơi. Một thổ xưa của phiên chợ quê nhớ mãi. Còn phiên chợ quê trong ký ức của các bạn như thế nào? Nếu có thể hãy kể cho Radio 23 Độ Nghiêng cùng nghe nữa nhé! Mộc mạc đơn sơ là thế, nhưng có lẽ hình ảnh phiên chợ quê sẽ luôn là một phần ký ức trong mỗi chúng ta. Dù bản thân có lớn tới đâu, đi xa tới đâu, thì mảnh kỷ niệm thuở nhỏ gắn với chợ quê sẽ mãi được lưu giữ trong tâm trí của mỗi người, để khi nhớ lại, ta sẽ thấy cả tuổi thơ lớn lên cùng quê hương như thế nào. Cảm ơn bạn về những dòng tâm sự vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Bức thư của bạn cũng là lời nhắn gửi về một cái Tết sum vầy sắp tới mà Radio 23 Độ Nghiêng dành cho những người con xa quê đang ngày ngày vất vả ngược xuôi nơi đất khách quê người về quê ăn Tết thôi nào. Và Radio 23 Độ Nghiêng cũng xin chân thành cảm ơn các bạn khán thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong số radio ngày hôm nay. Nếu bạn đang có những tâm sự trong lòng, đừng ngần ngại kể câu chuyện của mình cùng Radio 23 Độ Nghiêng nhé. Đừng cô đơn một mình, hãy mở lòng vì đằng sau các bạn còn có chúng tớ nữa đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.